Trời ơi. Trời ơi, khó vậy ta. Không, nếu mà yêu autist thì em nghĩ chắc là sẽ là yêu cái sự đẹp trai và... Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến Bí mật vì biết. À, được biết rằng là Ali Hoàng Dương với Autist là đã có một cái mối quan hệ rất là thân từ rất là lâu rồi ấy. Cùng chia sẻ một chút về cái cơ duyên để gặp nhau, để trở thành bạn của nhau. Dạ, à, ok, Autist nói đi ha. Thì đây là câu chuyện mà Autist và Ali nói rất là nhiều lần rồi. Thì hồi xưa thì Autist đi phục vụ quán cà phê, Ali là đi hát ở quán cà phê đó. Thì xong bắt đầu cái là Autist thấy Ali hát hay quá. Rồi cái tại vì ở đó thì thường thường là chỉ có một cái quán cà phê, mấy anh chị em hay tụ tập hát hò lại với nhau thôi. Dạ, mà hồi xưa là phục vụ nhiều tiền hơn là ca sĩ hát nha mọi người. Cho nên mọi người đừng nghĩ là hồi xưa Ali hồi xưa, nha. Hồi xưa chỉ có 100 ngàn, 200 ngàn thôi. Hồi xưa một cái quán cà phê đó hát chắc ở dưới quê á, chắc tầm 100 một đêm 80, 100 ngàn gì đó. Mà mê lắm, ngày nào cũng đến đó hát hết trơn á. Và thì được bao nhiêu tiền? Chắc 100 mấy em hả? 120 hả? Chừng lâu rồi em không nhớ. Lâu rồi, lâu rồi. Nhưng mà nói chung là cao hơn tiền ca sĩ mọi người ạ. Tại vì ca sĩ nhiều quá mà phục vụ có 2-3 bàn. Hồi xưa đó là một trong những cái quán cà phê mà Ali nghĩ là cái nôi tạo nên cái sự yêu thích âm nhạc của Ali cũng như là Autist rất là nhiều. Mà hồi xưa là mỗi lần bắt đầu có Ali hát ở quán đó là quán rất là đông luôn. Full bàn, quán nghẹt luôn á. Chắc hồi xưa kiểu mình có cái gì? Dông hả? À, không phải dông, gọi là gì ta? Gọi là cái gì ta? À sorry mọi người, không có từ, không có văn ha. Không, nó là gọi là sao, có người đổ á, có người có sự thu hút á, để cho kiểu mọi người đến coi rất là nhiều. Và đó là khoảng chắc năm hồi học lớp 10, 11, lớp 12 tầm đó. Dạ, Ali là mấy tuổi? Dạ em hơn một tuổi. Hơn một tuổi. Ali con chuột, Autist con trâu. Vậy là cả hai đều đã phải đi mưu sinh từ rất là sớm, đó là vì hoàn cảnh gia đình hay là vì do mình thích? Dạ, một phần thì cũng là do mình thích và một phần cũng là do gia đình. Em thì đa số là hồi nhỏ là gia đình em kiểu có một thời gian cũng rất là khá giả, nhưng mà sau đó lại bị phá sản. Thì tất cả mọi thứ gọi là tiền bạc hay là gọi là những cái khả năng để mà lo cho em cũng như là những người thân trong gia đình thì gia đình em lại không còn nhiều khả năng nữa. Cho nên là lúc đó em bắt đầu em phải tự đi làm. Ngoài việc đi hát thì em còn có làm thanh long nữa. Làm gọi là quê em là có thanh long á mọi người. Đó là một trong những cái công việc mà đầu tiên mà em kiếm từ những cái số tiền mà gọi là tự lo lắng cho chính bản thân mình. Làm thanh long làm gì? Khiên thanh long, kéo thanh long. Dạ, kiểu làm cho một cái công ty chuyên sản xuất thanh long để xuất khẩu. Thì mình sẽ làm những cái công việc đó. Bốc vác đồ này kia đó anh. Dạ. Em ơi không thể nhớ được đâu anh ạ. Nói chung công việc nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Một ngày chắc nếu mà anh làm từ 12 giờ trưa và đến khuya anh về thì anh sẽ tầm khoảng 200 mấy chục ngàn. Hồi xưa em nhớ là vậy. Còn nếu mà anh làm ít hơn, nhưng mà bắt buộc là mình phải làm theo cái công việc, cái giờ của người ta nha. Mà đó là một trong những cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em cũng học được nhiều thứ ở ngoài cuộc sống. Và mình biết là đồng tiền khi mà kiếm ra nó sẽ rất là khó khăn như thế nào. Thì mà thay vì là làm cái đó giống như là đi tập gym vậy đó, thay vì chúng mình cứ mình có suy nghĩ bóp. Nói chung là nghĩ tích cực thì là như vậy. Đúng nhưng rồi. Mà nghĩ không tích cực thì là cũng sẽ hơi khổ một xíu. Nhưng mà đó là một trong những cái điều mà Ali cảm thấy là anh cảm thấy là kiểu tạo nên cho mình một cái sự gọi là quyết chiến trong cuộc sống mình, chí một cái sự gọi là luôn luôn cố gắng chứ không để mình quay lại khoảng thời gian đó. Em thì ngày xưa em thích đi làm lắm, em thích đi làm quán cà phê, đi làm cho biết. Tại vì cái cảm giác khi mình đi làm mình học hỏi được nhiều. Giống như hồi xưa ba mẹ thì không cho đi làm đâu, nhưng mà tại vì căn bản là em cũng yêu âm nhạc nữa. Đi làm sẵn tiện rồi mình thấy mấy bạn bè lên hát mình thấy rất là vui, học hỏi được rất là nhiều. Nhưng mà tại sao lại em lại lựa chọn là công việc là buôn bê cà phê? Nó là hiển nhiên đó. Ví dụ như em có vài người bạn ở dưới quê thì nói là ơi đi làm không? Đi làm gì mày? Đi làm cà phê đi, bưng cà phê vui lắm. Thế là vui, bưng cà phê. Mà lúc đó em bưng rất là xịn luôn á. Bưng thường thường là tao bưng gì đó mà em bưng ba ngón ngoéo. Nên bây giờ mới mở quán ăn đó mọi người. Vừa mở một quán ăn ở Phan Thiết xong. Vâng. Có bao giờ bị đền tiền vì bưng đổ hay như nào không? Em thì có một lần đầu tiên nhất trong cuộc đời em lại quên mà nó cực kỳ kinh khủng luôn. Đó là ngày đầu tiên đi làm thì mình lúc mà mình bưng cà phê. Thật ra là chưa được bưng cà phê đâu, bưng nước trà thôi. Nhưng mà đi nước trà cái thời đó không biết sao ta làm rất là cao. Thế là em bưng. Lúc đó khoảng tầm 9:30 gần 10 giờ rồi thì quán cà phê sắp đóng cửa rồi. Em thực sự lúc đó em nghĩ rằng là sắp thoát rồi.
sắp khoái ngày hôm nay là mình phải mình qua cái vấn nạn bưng bê rồi. Thế vậy là cuối cùng có 8 người vô. Em phải bưng 8 ly trà mà em vừa bưng ra thôi. Tám ly trà mà ngựa bưng ba ngón tay. Không đó, không nó chưa năm. Đúng là năm. Xong cái lúc đó là em bưng tới nơi rồi nha. Xuống cái đổ một phát đổ ra hết trơn luôn. Nói chung là bưng cả ngày tay yếu rồi đó. Tới 9 giờ đêm là bắt đầu tay quẹo xuống rồi gọi bưng không nổi nữa. Thì người ta bưng như vậy đi. Không ai bắt. Nhưng mà cái lúc mà anh đặt xuống kiểu như nó mình cảm thấy mình không có chuyên nghiệp gì đó. Sĩ diện. Mệt quá làm phục vụ mà. Quá trời à. Xong rồi làm phục vụ mà tưởng đang là nghệ sĩ đó. Tưởng đang là bưng cho nghệ sĩ đó. Nhưng mà lúc đó cái người mà mình làm đổ xong cái người ta cũng nói là cho mình đỡ gì á. Ông nội này chắc hôm nay ông sao rồi ta. Kiểu như là kiểu đó là kỷ niệm rất là đáng nhớ. Nhớ mãi luôn á. Cái ấn tượng đầu tiên là khi mà bọn em gặp nhau như thế nào? Đầu tiên mà khi em gặp trường á thì gọi là sao ta? Có một cái gì đó gọi là tạo cho mình cảm giác đây là một cậu bé rất là dễ thương, nice, và kiểu là mình muốn nói chuyện, mình muốn làm bạn cũng như là chia sẻ trong cái quá trình. Và đặc biệt hai anh em lại rất là thích âm nhạc và thích nghệ thuật nữa. Mà ở dưới quê của Ali ấy, mọi người cứ hiểu nha, nhà của trường thì còn được ở trong trung tâm thành phố, còn nhà của Ali là ruộng đồng này kia bát ngát thanh long không. Mà không hiểu sao mình lại có một cái khái niệm trong đầu là luôn luôn muốn lớn lên và trở thành nghệ sĩ và trở thành một người nổi tiếng á. Thì gặp những cái bạn mà gọi là cũng có cùng một cái niềm đam mê cũng như là cái sự yêu thích về âm nhạc và nghệ thuật thì tự nhiên nó giúp cho hai anh em kết nối với nhau và gắn bó với nhau đến tận bây giờ luôn. Ngày xưa thì Ali hát phải nói là cái cảm giác mà khi mà em ở dưới này em xem Ali hát trên sân khấu, mình ước một ngày đó mình cũng hát được như vậy, tại vì hát quá hay, cảm giác mình cảm động lắm. Không biết mọi người sao nhưng mà khi em nghe Ali hát live trực tiếp á, mình cảm thấy sướng lắm, kiểu sướng quá vậy. Hy vọng là ai cũng cảm thấy sướng như vậy. Hồi xưa anh, hồi xưa hát hay kiểu gì Trái tim mình lời cũng có hát đúng không ta? Hoặc là still loving you, rồi đừng lừa dối mấy cái bài, hoặc là đừng nói chung là cũ một xíu. Dạ. Những cái nhạc ngày xưa mà người ta hay đi hát. Tại vì đa số là em sẽ hát cho đối tượng khán giả là cũng kiểu không có phải là quá trẻ đâu anh. Kiểu là dành cho những anh chị mà ở dưới quê thì phải có tiền mới đi nghe nhạc được. Thì đa số là mấy anh cũng lớn, mấy anh mấy chị cũng lớn thì bắt đầu mình phải tập hát những cái ca khúc nó phải hơi xưa cũ. Và Ali hát mình nhạc kiểu được đó. Nhưng ai là người chủ động làm quen với người kia trước? Hình như là tụi em sẽ biết nhau qua một cái tụi em biết nhau rồi nhạc hay sao đó, có một cái gì đó. Không, nói chung là Facebook anh. Biết nhau qua Facebook. Dạ, lúc đó là có Facebook rồi. Bởi vì sao? Nói chuyện mà gãy luôn cái nhẫn. Cái khoảng thời gian mà em với lại Otis mà biết nhau là tại vì tụi em là gọi là hot teen ở thành phố á. Nghĩa là hồi xưa mà có mấy cái gọi là bạn nào mà kiểu sáng sủa trong sáng láng xíu sẽ được lên mấy cái group đó suốt. Thì đa số là anh em ở quê là sẽ luôn luôn biết nhau qua cái đó. Thì gặp nổi tiếng từ trước rồi. Dạ đúng rồi, nói chung đó là một sự may mắn ha. Một sự may mắn. Có nghĩa là bạn này học khác trường em học một cái trường khác kiểu vậy. Nhưng mà những cái bạn nào mà được chú ý ở thành phố thì luôn luôn sẽ được lên những cái group. Giống như bây giờ mọi người có những cái group mà để bàn tán về nghệ sĩ vậy đó. Thì đó là một trong những cái khoảng thời gian mà đầu tiên tụi em kiểu là biết được là khi mà mình trở nên được yêu thích và nhiều người biết thì sẽ có được nhiều sự quan tâm như thế nào. Và nó tạo được cho tụi em một cái kinh nghiệm á, để sau này khi mà mình lấn vào những cái ngành nghề mà sâu xa hơn thì mình sẽ biết giải quyết những cái tình huống ra sao. Nhưng mà cũng như là hai người thân với nhau luôn hay là có trải qua những cái giai đoạn nào không để thân nhau ấy. Thật ra thì hồi trước ở Phan Thiết thì anh em biết nhau rồi, em hay hỏi mỗi lần mà đi diễn đi hát hay là đi thi gì đó ở tỉnh á, thì em hay hỏi Ali hát sao diễn sao nhiều, rất là nhiều luôn. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì anh em chưa có thật sự ai cũng không có cuộc sống riêng á anh. Ai cũng sống riêng, và tại vì Ali lúc đó cũng thật sự Ali hồi nhỏ thì cũng khó khăn nên phải đi hát, Ali phải đi hát nhiều để kiếm tiền. Thì em thì đi làm quán cà phê thì ít đi chơi, thường làm xong giờ khuya thôi à. Rồi sau này bắt đầu vô Sài Gòn thì anh bắt đầu ai cũng phải làm trong nghề trong này, rồi cái sự gặp gỡ nhiều hơn, rồi em thì cũng ít có bạn, chỉ có mình Ali là để chia sẻ. Tại vì không có ai ngoài Ali hết, tại vì Ali là một người mặc dù lớn hơn một tuổi nhưng mà cái suy nghĩ trưởng rất là trưởng thành, và Ali biết rất là nhiều thứ, cảm như một cuốn sách vậy á. Khi mà em không biết gì em hỏi Ali, chứ đôi khi Ali nói mày bớt hỏi gì tao có đi, tao mệt quá. Hai đứa là có một thời gian là ở chung với nhau đúng không?
Dạ cũng 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 có khoảng thời gian đó ở chung 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 cái không, chung có nghĩa là ở chung là kiểu là ở chung vài ngày hay là ở luôn ở ở sống không, chung? nhà ở chung không? Dạ không, không chưa chưa, không tại chưa vì giờ. vào một cái là em phải ở chung với lại người của gia đình em là mấy chị họ anh họ rồi này kia đó, còn Otis thì là sống ở một cái gọi là khu nào đó ở Gò Vấp hay sao đó, nói Em chung là ở anh em chỉ ké. lâu lâu gặp nhau cà phê các kiểu thôi, còn sau này Nhưng bắt mà nhớ lần đầu trước là nói chuyện là thấy hai người cũng kể kể lể nhau về cái chuyện là ăn ở à là ở với hay nhau qua đúng nhà nhau ngủ không? này Em game hay các qua kiểu nhà Lê ngủ. là có nha, nhiều nha, hay nha, rất hay nhiều nha. Hay xin qua lâu qua qua nhà chơi. Nói chung là em nghĩ là cái tình bạn nào nó cũng sẽ có nhiều cái sự có một cái sự gọi là sao ta, một sự gắn bó mà như hồi xưa giữa em với lại Otis đó, thì nó sẽ gọi là khi mà đã qua được một cái ngưỡng gọi là đến bây giờ giận cũng coi như là một chuyện gì đó rất bình thường rồi, cho nên là rất là dễ dàng bỏ qua những cái chi tiết nhỏ để mà hai anh em gắn kết lâu dài hơn. Có lần nào giận nhau đến nỗi mà không không cả nhìn mặt nhau Chưa, nhà chưa chưa đâu, chưa. có em không nhìn mặt Otis thôi chứ Otis vẫn phải kiểu nó đưa cái mặt nó vào trong mặt em thì cho em nhìn. Tại sao thế? Tại vì em nghĩ em thấy tại vì em là một người suy nghĩ rất là thoải mái, cho dù thế nào thì em nghĩ thôi cái gì đâu, bình thường mà bạn bè với nhau mà. Còn em thì em hay bị giận lẫy á mọi người, em hay bị kiểu hay giận giận kiểu vậy. Nhưng mà giải bội thôi, giải bội thôi. Cái tật xấu nào mà hai bên đều khó chấp nhận với nhau? Em nghĩ chắc em hay hỏi Ali nhiều. Em đó, bạn đã trả lời câu hỏi của em rồi, nghĩa là hỏi hỏi bất chấp, anh hiểu không, có nghĩa là có nhìn em ví dụ nhìn em chưa make up nó vẫn hỏi là anh make up chưa, mà kiểu là nó đã thấy được là em chưa có làm gì hết mà nó vẫn hỏi, và nó có những cái câu hỏi mà nó biết luôn câu trả lời rồi nó vẫn hay hỏi kiểu như vậy, cho nên là nó làm cho em kiểu cảm thấy ô tí xôi bớt nói là đôi khi anh cũng muốn có không gian á. Kiểu vậy. Rồi, Otis thì sao ta? Dạ. Chắc là em hay giận. Em hay giận hơn. Dạ, em hay giận cho nên là sẽ hơi bị khó chịu về chuyện đó. Em có khó chịu gì Ali? Dạ, thì em không biết nữa. Không phải khó chịu gì, chỉ là thấy đôi khi kiểu không biết coi sao, chắc Nói cũng hơi đi, giận, nói đi, nói, chắc là đôi nói. khi cũng hơi giận á, tại vì á hả, đôi khi mình chỉ muốn quan tâm thôi mà. Ali có cái thành công của em á, Dạ. thì khi đó em có bị cái áp lực với những người bạn của mình không? Tại vì em thì từ nhỏ em mới biết Ali từ bé rồi. Hồi xưa mà khi mà bắt đầu mà anh Ali hát trên sân khấu, em nói là một ngày nào đó anh sẽ trở thành quán quân của The Voice. Khi mà em đã nói như vậy cho nên em bản thân của em thấy thoải mái khi mà Ali càng ngày càng thành công, em thấy mừng và cảm thấy phải học hỏi anh nhiều hơn. Em thật ra thì Otis là người thành công trước em nha. Xong, dạ đúng rồi. Tại vì trước khi mà em được khán giả biết tới á, thì em chỉ đang đi học thôi. Còn Otis thì đã đóng một cái phim gọi là Chàng Trai Của Em gì đó trên YouTube á. Mà lúc đó Otis rất nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng luôn mọi người. Thì cái ngày đầu tiên mà em thi cái The Voice thì Otis là người share cái tấm hình của em với Otis lên. Thì chưa lên sóng em đã có một lượng khán giả của Otis dành cho em rồi, ủng hộ cho em quyết liệt luôn. Thì em nghĩ là đôi khi hai đứa em lại được một cái hay mà hãy em tự cảm thấy được, đó chính là không có sự ganh tị anh trong cái chặng đường nhau đi, có nghĩa là ai là người thành công trước hoặc là ai là người nổi bật trong một cái khoảng thời gian nào đó thì cả hai đều cảm thấy rất là vui vẻ và happy vì cái chuyện đó. Tại vì chắc chắn dù như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ hỗ trợ cho Otis, cũng như là Otis cũng sẽ luôn hỗ trợ cho em, đó là cái điều chắc chắn trong cái chặng đường tụi em đi trong nghệ thuật. Thời gian qua thì Otis đã đến bước nhưng mà có nghĩa là không có được gặt hái được nhiều cái thành công á. Với cương vị là một người bạn thân á thì em có góp ý gì cho Otis không? Dạ em góp ý rất nhiều, có nghĩa là hai anh em ngồi mổ xẻ nhau ra để tìm ra một cái hướng đi gọi là làm sao để cho Otis được 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 yêu thích đó. Và em nghĩ là đến bây giờ thì Otis sẽ luôn luôn là một cái hình ảnh gọi là đẹp trai, sáng láng, dễ thương rồi gọi là sao ta, thư sinh á, có nghĩa cái kiểu đó thì sẽ chạm đến lại khán giả tốt nhất và Otis cũng cảm thấy thích với điều đó. Chứ mà cái những cái mà em đang làm thì chưa chắc Otis sẽ phù hợp, đúng không? Dạ. Cho nên là hai anh em lúc nào cũng ngồi đó mổ xẻ ra tìm nhau cho những cái hướng để mà cả hai cùng tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mà hai xe đẹp hơn nhau như vậy đó thì chắc chắn là xung quanh người sẽ có rất là nhiều tin đồn đấy. Thật ra hôm bữa anh vừa hỏi cái chuyện là ở thuê nhà chung á là hôm bữa có nghe idol của anh em hết hồn luôn.
thuê nhà chung thì chưa, tại vì bạn đó chưa thích hợp luôn. Thì tại vì tự nhiên hôm bữa là em nghe ai nói á, em đọc ở đó trên mạng là hai bạn này thuê nhà chung ở với nhau này kia là bla các thứ. Nếu mà em có tụi hai tụi em mà có yêu nhau á chắc cũng sẽ không ở chung được, tại vì một người hỏi nhiều mà một người không muốn trả lời thì không thể nào ở chung với nhau được, anh hiểu. Nghĩa là nó sẽ rất là mệt mỏi á, đối với em nghĩ là vậy. Ok, từ giờ sẽ bớt hỏi lại nha chị không. Nên nha, rất nên nha, điều đó là điều cần thiết nhất nha. Không là lấy cái máy sấy tóc anh sấy. Không, tại vì tụi em nhiều khi em thấy vui về điều đó, tại vì em thì tụi em thấy vui về điều đó lắm. Thật ra tụi em thấy gọi là sao, mọi người thì sẽ hơi bị lo lắng về cái chuyện đó, còn em thấy rất là bình thường. Vâng, em nghĩ là các bạn cảm thấy xứng đôi các bạn ghép thôi, cho nên là giống như kiểu phim Hàn Quốc vậy đó. Đúng rồi, đam mỹ xíu thế thôi. Mà cái chuyện đam mỹ bây giờ thì em nghĩ là ai cũng cảm thấy bình thường, chả riêng gì em với lại Otis đâu. Tại vì nó là một cái, không phải gọi là hiện tượng, mà là khi mà con người bắt đầu cởi mở hơn, không có còn nhiều những cái sự gọi là ràng buộc về trí não hả, thì mọi người sẽ kiểu cảm thấy cái điều đó. Tư duy, dạ vâng, tư duy nha mọi người. Ràng buộc về tư duy thì mọi người sẽ cảm thấy cái chuyện đó rất là dễ thương. Và nếu mà mọi người gọi là hiểu được cái vấn đề á, thì mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và luôn luôn giúp đỡ cho những cái cặp đôi đam mỹ, nếu mà có thật. Còn không có thật thì mọi người hãy ghép cho vui. Trời ơi, hai đứa em có hồi nãy vừa anh nghe chưa? Bây giờ ai đợi? Không thể nào ở chung với một người hỏi nhiều. Anh nếu mà đẩy thì ai là người đưa? Anh mà có một người nói là tụi em nhìn mặt giống nhau, anh có thấy vậy không? Có giống không anh? Có thấy giống gì đâu? Giống. Chắc là bự á. Hai đứa em mà quen nhau là chấn động nha. Chấn động không anh? Không ạ. À. Vậy thôi, không quen em. Không quen em ạ, à, lấy máy sấy tóc. Nhưng mà bây giờ giả dụ như là hai đứa quen nhau thì đứa nào sẽ vai trò gì? Em sẽ chắc chắn là rồi, sẽ là chú rể. Không, anh là chú rể, anh là chú rể là chắc chắn rồi. Tại vì sao? Tính rất là kiểu lúc nào cũng muốn làm chú rể khi mà trong một mối quan hệ, nhưng mà tính lại rất con nít, tính lại rất kiểu là bánh bèo. Thật ra không phải nha, tại em biết sao, nhưng bôi bánh bèo. Mỗi lần mà em đi chơi với Ali, thật là mỗi lần mà em nói chuyện với Ali á, em cảm thấy mình như cậu bé vậy á. Bình thường em với you just the boy đó. Bình thường là em đối với những người bạn bè của em hoặc là những người xung quanh em đi, thì em cảm thấy à, Otis trưởng thành quá này kia nọ. Nhưng mà đối với em với Ali thì lúc nào em cũng chỉ như một cậu bé, không biết tại sao. Chắc là em già. Chắc là em già hơn Otis nhiều. Nói chung là vậy đó. Trong trường hợp mà ví dụ như là yêu nhau thì điều gì có thể làm khiến cho người kia có thể yêu người này? Trời ơi. Trời ơi, khó vậy ta. Không, nếu mà yêu Otis thì em nghĩ chắc là sẽ là yêu cái sự đẹp trai và cái sự gọi là sao ta? Không phải cá tính, cái sự gọi là nghệ sĩ á. Tại vì Otis là một người kiểu bất giác sẽ rất là thích làm một cái gì đó, Otis sẽ cảm thấy thích. Ví dụ như thấy cây đàn sẽ nhào vô cây đàn đàn, xong thích hát sẽ hát, xong rồi thích làm gì là sẽ làm, mà chỉ riêng về cái mảng nghệ thuật thôi nha. Còn lại những cái mảng khác thì hên xui ạ. À. Còn em nghĩ là đó là trong những hai cái điểm mạnh của Otis mà sẽ được được lòng đối phương. Em thì nếu mà đối với Ali thì Ali là một người kiểu như là rất là quan tâm, rồi hay suy nghĩ cho bạn của mình, biết bạn mình đôi khi không có đôi giày đẹp cho bạn mình mượn, rất là dễ thương. Bây giờ nếu mà góp ý về nhau thì bây giờ câu hỏi cuối này, góp ý về nhau thì bây giờ đối phương sẽ góp ý về nhau như thế nào? Thật ra em không có gì, em chỉ nghĩ là Ali cứ chính là Ali thôi. Còn em thì nghĩ là Otis nên bớt hỏi lại, dạ chỉ vậy thôi. Trong bất cứ một tình huống nào cũng vậy, bớt hỏi lại xíu. Có nghĩa là trước khi hỏi thì mình hãy suy nghĩ đi nè. Suy nghĩ là có nên hỏi hay không. Có nghĩa là cái vấn đề như là cái chuyện là anh làm tóc chưa, mà cái đầu người ta xù như là một cái đầu bim á. Mà cứ hỏi là làm tóc chưa, thì có nghĩa là nếu mà nhìn thấy được câu trả lời rồi thì tốt nhất là không nên hỏi. Tại vì đó cũng sẽ, theo như em nghĩ nha, nó sẽ nếu nói gọi là sao ta, khi mà mình gặp bất cứ một người nào ở ngoài xã hội luôn thì sẽ hơi bị làm cho người ta hơi bị phiền đó. Nhưng mà em thì em ok, em coi như những cái đó là thành cái chuyện giỡn chơi, nhưng mà nếu mà ra ngoài thì sẽ hơi hơi phiền chút, kiểu giờ em nghĩ vậy.
thật ra là, cho nên là may mắn là em ít khi nào hỏi người ngoài, em chỉ hỏi Ali tới thôi. Mãi hỏi lắm, hỏi ngay luôn, hỏi mà làm cho em phải phát điên lên mới chịu được. Nhưng mà một cái hành động mà bây giờ mà tình cảm nhất mà hai người dành nhau mà cái giới hạn đến đâu nè? Tới đâu ta? Chắc là em nghĩ là nắm tay. Tay. Nắm tay à? Dạ. Ôm là có. Không môi là không được nha, không môi là không có. Không môi là không có nha. Dạ. Không. Okay. Nắm tay thì ok nè. Đây. Mãi bên nhau bạn nhé. Ok. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Mãi bên nhau bạn nhớ. Ôi con quýt gì đó. Đó kiểu vậy. Tụi em thật ra là làm những chuyện cũng ấy rồi. Nhưng mà ý là những cái gì nó không đi quá giới hạn thôi. Nhưng mà tụi em gọi là cái gì cũng biết về nhau hết trơn rồi. Cho nên là một cái ôm, một cái nắm tay nó là nhé. Tắm chung đó, ai mà chả đi bơi chung. Đi bơi chung là chắc chắn phải tắm chung rồi. Đó là cái chuyện mà em nghĩ chắc con trai nào cũng vậy luôn. Chả riêng hai đứa em đúng không? Ok, cảm ơn hai chị em. Clip này 1 triệu view nha. Clip này 1 triệu view nha mọi người. Tình bạn của hai đứa sẽ lâu bền hơn và có gì thì nếu có cơ hội đẩy thuyền sẽ đẩy tiếp nhá. Ok, cảm ơn. Bye bye.